Xin chào các bạn đã đến với kênh mình. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn là mình đang đi chọn là sắt vụn này các bạn ạ. Mình đang chọn là sắt vụn này các bạn nhé. Chọn là chai xanh, xanh ra xanh này, chai ra chai này, đũa ra đũa các bạn nhé. Mình đang chọn là chai chanh các bạn, chai và chai này các bạn. Bác cứ đang còn để bác bán, bác chưa bán. Đũa là đũa rồi các bạn. Loại một ra các bạn nhá. Loại xanh này, loại xanh. Ra chai đây các bạn. Ra nhựa này các bạn. Cháu ông ăn ông đi ngủ rồi, bác ăn bác đi ngủ. Ơi, ừ cứ lặn đi đấy mà, lặn bộ được mà, cứ lặn đi để cháu ngồi dài nữa, cứ lặn đi. Cá hòa này, cá trinh nữa vẫn 5 cân 6 cân. Mua hết 2 tín bác ơi ngồi mua hết 2 tín. Dạ. Ông ngồi mua hết 2 tín. À, thôi đã cháu, ông đã cháu nấu nồi ngô để cháu nấu tua quá rồi cháy sạch cả cái lớp ngoài của cái. Vâng. Có tôi nấu tôi không cháy tôi là không biết. Ra là thấy đúng thằng nó chạy toàn. Không có việc gì bác, nó có. Dạ, việc gì. Cháu nữa nè, mà chưa mua cái mô cả đó cháu này rồi bác có bếp củi cháu đang bắt bếp củi. Không trả được chi cả. Tôi bảo tôi định vay cho miếng tôn xung quanh mà chả cần thiết chứ. Là chỉ mà không phải. Ồ, mà cháu nấu tua quá. Vâng, đúng rồi. Vì anh cũng nấu 2 tiếng cái gì mà này lại thúc tua vào cho anh sôi, cho anh mau. Nấu được cái trang nó sẽ sùn ra, cháy ra cửa rồi bắt đầu mới cháy lên. Vâng, anh đánh ra vào cửa rồi mới cháy vô. Vâng, đúng cũng nóng lắm rồi đây. Vâng. Nên tập trung nhiệt nấu thừa nhận tốt. Đây mà sao mà đổ cho con lan cái. Không, tiếng mà đổ đổ giống như cái gì mà thỏi.
Hình như chỗ tôi sang tôi thăm dò đó. À. Chính độ cái đó rồi bên dưới cái gầm nó cũng một lỗ. Tức là thông hơi lên phát là trên đây cũng là cứ lùi được lên. Đuổi lửa lên thì cái của anh cháu cũng thấy có hai cái quyền đây để hai bên này. Đúng rồi. Anh chỉ hở khoảng đốt tay thôi. Chế của mình chấm lại cũng làm cũng được. Nhưng mà tôi bảo tôi chả cần. Thấy mọi người là hỡ đốt tay như thế này. Vâng, cứ thế. Ai kia? Gió đổ vô thổi cháy tập trung lắm. Đúng rồi. Và đây ta đã nằm trệt nhưng mà cũng cháy. Vâng. Ở miệng nó cháy rồi nè. Nó cũng cháy tô rồi. Cháu nấu hai bữa mà bữa nay cháu nấu tô mà trước cháu còn nấu hai tiếng đó mà hờ chi quá, nếu bữa nay cháu nấu tô quá rồi. Cái ta nó chảy ra đường cửa. À. Rồi đến một cái loại nhựa nó cháy. À, phân loại sát khuẩn các bạn. Phun nước là cũng cứ vâng, cứ bác mời đi bác. Điền thì đang thang hái cà nhá. Mấy cái vật rồi thì tôi làm mấy cái video nhỏ với vá cái chải là vừa vừa. À. Chứ cái khâu tôi xong sớm lắm nữa. Chưa đến 9 giờ là tôi xong. Thì cái lúc bán cũng mất 30 phút đó. Vâng. Mất 30 phút ạ. Để chờ bác đang quay cái 2 tiếng rồi đi. Bán đang quay giờ quay cái làm cái bánh cái bột á. Là cái bánh nhãn. Nước ngoài nó bằng nấu bếp củi hay bếp ga? Cũng nấu cái bếp đó. À cũng nấu cái bếp. Vâng, nấu cái củi thế. Tôi quay mấy bữa bếp củi được rồi. À. Cháu mới có 2 bữa thôi. Hôm qua cũng quay những bữa mà nấu cháo mà cuối cùng là chả được cái hỏng đó. Thành ra cháu nấu cái ngô hồi nấu cho nó lanh lên. Thế là nấu cho nó lanh, Thành nó lanh, nó cháy hết cả nước đi. Còn ngô chưa mô với mô bác ạ. À. Ngô rồi lại ngô luộc. Thế cháo này ra đi đãi này. Đãi chuồng còn diễn lại biểu thím phải nấu cho. Đừng cái đó của thím cũng xong rồi chứ. Vâng. Chuồng là bác chuồng mới chuồng 2 tiếng đó. Từ lúc cháu xin vồi rồi đó. Cái năm qua tôi bốn cái mà coi như hỏng bên cái cửa màn đấy. Ba cái bữa nay này được cái của tôi, được cái của bạn. Cháu cái nói thêm mình có việc làm đã buồn. Vâng. Bán vui chứ bác? Vâng, vui chứ. Đang soạn sát vụn này các bạn. Người không có bơ vơ lắm đấy. Người như tôi cũng lắm việc, không gái thì làm với chú coi chứ không vương này. Thì cháu thì hãy rời ơi, cháu là lên đồng cao bữa nay cũng mày ông hai ớt rồi mà anh còn rời này ra hái mới rồi hết rồi. À mấy ông đang hỏi chiều đi hội đi họp thôi mà không biết lại họp mấy ông lại đang mới đi đón cháu thôi. Tôi bảo chú nên đi. À. Là cái giấy là giờ anh cứ tặng cho mỗi hội viên là một hộp. Tỷ giá là anh viết rõ hẳn là tỷ giá 100 viên. À. Là cái chi nó cao cái bộ não cái chi nhỉ? Họp hết trong não. Nhưng mà anh vô mà lấy ở trong đó nhân viên mà lấy ra đi bán trong đó phạt 500 triệu. Thì cháu ông là hỏi bà xuống bà khoảng 3 rưỡi bà xuống này ông đi đón con mía. Cháu hỏi thôi thì ông ở rồi tôi đi đón con mía đấy. Nắng mẫu hay là đi hai người. Thôi thôi tôi nhà tôi mấy mấy tôi đi có một. Ông ấy xuống đi thay nhưng mà ngại lắm. Ông kể tiếp đi cũng được thì chú là phải ở nhà. Mô thì đang ông cháu đang hỏi ông đi nhưng mà rồi đến 3 rưỡi thì là xuống đi thay cho ông xuống đón con mía. Ờ đúng rồi, không mà không phải thì chính chú thay thì chắc là nó họp xong mới phát thuốc rồi. Không tổ chi thì anh không cháu cứ đi qua coi hãy mà không có thì cháu đi luôn. Tôi 400.000 cái hạt thuốc phát nhưng mà giờ như ông đi họp mình thì xuống đi lấy cũng được không về mày cũng được. Cái tổ chi mà bỏ cả hai mà tôi là tuổi thọ cao cả rồi. Vô cái tầm tuổi kế thiếp cũng đi họp luôn cũng được. Không thì đang nói chứ nhưng mà đang hỏi chứ chờ ông đi họp mà mình để đi lấy cái tê thì liệu có được không chứ. Chả mà chỉ được. Vậy là mình cũng các cụ cả mà. Bố ông cũng được đột xuất đúng rồi. Các cụ cả. Thì chắc chắn là trong đó người ta biết hết cả như thế. Nhưng chứ đi cháu đi lai con bé cháu lại không lai được. À chứ tính là không đi chiều ấy rồi. Giờ quay cái đi 2 tiếng rồi. 2 tiếng cái đi là phải đồng hồ đã mang rồi. Ông tư giả là tiếng cũng tập luôn cái mà đi cũng đặt. Tao chạy đi. Ừ, nói chứ đi rồi lúc nó bia ra lên bia rồi. Giờ tuổi cao rồi. Tôi bảo ông bảo cái trên đập điện nó bỏ này.
là chai này các bạn này. Bác ai? Bác Mậu ạ. Bác Mậu. Ông cha đi. Chai xanh là chai xanh nha các bạn nha, năm phân loại. Chắc là gửi cho bà ngoại chứ. Bà ngoại này đang sắp xếp hơn. Để bác lại đi bác màn cho một. Nó cầm khéo này thay máy cháu. Quay đây, đúng quay đang bán nha đứa rứa. Quay chứ. Bán một nặng đó. Nặng đứa nặng từ lúc giờ nặng vơ nặng vẫn. Ở đây đâu có quay cái đây là mà bắt chứ. Quay. Không quay lại cho bác. Mẹ không biết đâu nó quay lại cho. Không 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 phải kim mà. Ờ, tiếng quay bác quay lại đằng nữa là không không thấy không quấn mà không ra không bác cầm ấp vào người bác ạ à. Bác cầm ấp vào người bác ạ à. Không quấn không cái này nó không rạn đâu không mô xa quá đấy chị đây chị. Nãy giờ đồ lại cứ phải thêm mà cứ phải điều điện nữa. Thì hôm nãy em vừa cắm hiền vừa cào nước bên bên cái nhà rồi đó. Đó là như rán chờ với trộn đấy nữa đó. Trộn là chờ rán nắng. Hơn một một rồi. Mà rán đang phân loại sắt vụn này các bạn nhá. Chúng mới được viền em đẫn vào cái bếp nhà đấy. Đang bếp cũ chưa? Tìm lại máy cơ. Ồ ba, cái bếp của ta đang nấu ngồi. Mà nấu cái lư thì không quay chứ. Không, có khi có quay nè. Máy đây rồi mua một quả dơm để anh nhịp thôi, không thăm được. Đó này nghi cái máy thì ra đi. Được rồi. Rồi. Không làm được cái sự ấy. Nãy như hẳn là thằng. Nuôi xong rồi mổ mỡ vừa mỡ ráng thôi đi ra chi ra cái ta mà con chuối trồng chỗ là nhỉ. Ừ đồ ăn tự cầm mỡ nó cho ông kết đi lên ra con đê vô như cái nấm thôi. Được. Chúa lại vừa lấy tay. Đấy tôi lùi ra ngõ tôi chốt lại. Được rồi. Ra. Đi. Ra rồi cô. Mày có nữa ở đó thế này. Thế này chốt lại nhá. Vâng. Cô đi ra chứ. Ra đi. Ra cái này tôi đi. Phần loại sắp của các bạn. Chai ra chai. Là rất là chai. Chai chanh đây, chai chanh đây, trắng đây, chai trắng. Ủa cái bò đi, chua lắm bò đi không? Hắn ra nữa, lắm chua, ừ cứ mày con người ta bò lắm, không đi chim. Đứa nào phải tên nào?
chạy rồi kêu thì cứ nhà ngoài đi mà ngoài đi bớ mà nữ thì mình chạy ở đây mình chạy ra mình kêu hết được quay em chạy em kêu với chi thế rồi vẫn chưa có chạy mà anh chi ô tôi đang quay cái chiều mà chưa hai tiếng rồi mà chưa được tiếng chờ mà tắt đi là vứt hết rồi là anh vô anh cái thằng Trình thì lúc nãy đó cứ kêu mở được tắt. Đợi thấy bác kiếu cái tề dầm này gãy là hắn lại bắt đạo. Đúng mảng cái hai tiếng mà thấy hắn làm này. Lùa. Bán được nhiều chưa? Mới được có một cái chứ mày. Đang hỏi là cái đi được nhiều chưa? Đi đường tiếng. Đi được mấy đó? 4 đồng chí chán, đi được chín 4 đồng chí. Đang phân loại sát vụn này các bạn nhá. Tại vì là chè bì chai trắng là chè trắng, chè đũa là đũa, chè xanh là chè xanh các bạn. Nên mai nhà đứa này sai cái đi một không với một cái tê rồi là đang cái gì đang mà cái thứ ba đi chứ cái nhưng mà cái thứ ba nha đang còn 5 cái 5 phút nữa cái ghế thì mai đang để lại được ạ nhà đang làm cái nhãn các bạn nha rồi chuẩn bị một tết ạ. Chai vàng là chai vàng các bạn. Chai tua ra chai tua chai nhỏ ra chai nhỏ nha. Loại chai đủ loại nhựa. Tôi chưa mặc cái bánh chờ học mà ra cái chi đấy. Đi đi lấy bún cục lại thành cục. Thì bỏ vào rán à? Đi bỏ vào rán đi ra. Rán đảo lộn nó nhào à? Cái bữa mà đảo lộn nó nhào không? Chắc là lưới chứ nào nè. Đảo cái mặt ra. Cái nư dậm ra mặt. Một cái bờm nó đẹp này. Chờ một lại xíu. Nhựa thành này để riêng ra các bạn. Hiện đang hay cả đây. Hai cả bị hái hết rồi. Qua hái thì biến 2 cân, đem vô chung thí 1 cân, còn cân đưa chung thí nhỏ quá. Em muốn bấm qua ăn trình hỏi này, bữa nay qua hải mà đi chợ đó hỏi hay là ô có ăn cả loại cà để phun thuốc, ô 12 ngày rồi. Nên hiện nên hỏi là trình là hỏi phun thuốc phải lâu lắm rồi còn. Mấy chị Hòa lấy chưa? Đã được 2 chậu vậy đang hẹn lấy 2 cân. Đã được 2 chậu ăn lợn chậu. Là hẹn lấy 2 cân. Thì cứ có tiền đi. Thôi rồi chạy lấy không. Em chịu cái ngày xưa còn chịu được cái chậu thì đợi mua mà chịu được.
hai mẹ Quân đến năm tháng năm nay rồi, mẹ năm chồng Quân năm chồng đó. Từ cái ngày em trồng dưa ở gần đây nè, rồi em trồng khoai chín nè, à, ăn khoai chín từ cái ngày xưa đến giờ nè. Thì quên mẹ đi. Nó có trả mà. Liều kinh lắm. Đến nhà tôi hai bà nuôi mãi được mấy con chúa bán rồi, không đưa tiền đi đấy. Người đó thật. Bảy hôm bữa bắt lên bắt về bắn quân triệu. Con lên được hai ba bữa thì con hoa con gái lấy 700 mấy tiền tiền rửa cắp. Rồi thằng Hùng với con Nam đi làm đấy, kiếm tiền. Này quân trăm bạc. Đưa đường trăm quần trăm cống đưa hả? Đưa thì này, em có chồng nãy chạy đưa hai chồng trả nợ chạy nợ chồng. Này đang là lấy hai cân nó lấy rồi đưa tiền nó chả biết rồi. Ăn ngoại hiền hái. Mấy trời trinh có lấy hai mê người hủy rồi chứ mà chị qua không nữa. Nó phân loại sát vụn các bạn nè. Tua ra tua nhũ rồi nhựa cứng ra nhựa cứng rồi diễu ra nhựa diễu rồi chai bia xanh ra xanh đũa ra đũa trắng ra trắng các bạn. Mau là nói chứ ngồi thì là nói là thấy mau này. Nhưng mà ngồi mình là lâu lắm. Như vậy thì màn này nó khác cái chảy nó không luôn. Hả? Là tôi phải bụa cá ra tôi phân hết vì là tôi lấy ra để ra đấy nữ là phân loại này vừa hết mua ra ăn chữ một cái chữ chả bì ra bì rách ra bì rách rồi giấy ra giấy chứ giờ em nữ cái này hai miếng là sao tí rồi em lấy miếng bì ra ngõ thì em bụng rồi cái màn nữa cái màn kẹ 5 phút à cái 5 phút là còn cái miếng thì để thì cho tên chú cái gì để ra mổ cái này để đi mà tí bỏ vô một bì vô bì là mặn cái 5 phút còn mua bỏ bì gần hết thì bỏ mẹ vô bì đi nhỉ gần hết bỏ các thứ chai vô bì mình phân loại là mình bỏ vô bì còn cái sau là cũng như để lại là mình quay lại chai lúc nãy mình bình những cái loại những cái chai đi làm cái chai đi với cái này mình chai với nhựa đi làm một bì đang hết đó chai nhựa là một bì còn cũng mình cái luôn là riêng thôi nè nó là quên tất cả chai việc là một bì tôi đựng không hết thì đựng hai bì còn mua là luôn thì riêng bì luôn là khô là tính khô ô nhôm còn tên này chai thì hắn khô này cái bọn tên phần loại nó lấy nè chai tua ra chai tua nè chai nhỏ ra chai nhỏ các bạn nha rồi xanh ra xanh nhỏ ra nhỏ trắng ra trắng nè các bạn này đang phân loại sát vụn nè các bạn à nuôi ba ngày nuôi thành mấy rồi chả nuôi cá nhỉ không nuôi cục cằn với cái cánh cũng cần nuôi còn hơn 2 cân tôi cha vịt nuôi nhựa ra nhựa đây các bạn ơi hả hai xô điên á nó có được hàm một xô hành 2 cân với giờ hòa 2 cân còn tên nhảy lấy thì hái thôi mới liệu mới sách được 2 cân thì lấy ăn 4 cân này rồi tí là lại viền mà ăn ít nữa rồi giờ có người hái giúp cà chưa đó đây là người mượn việc thì xin việc để làm này. Ai mượn nó đấm hãy cà mà ra qua hạnh nó nói cà nhà tôi chấn luôn này nó nói vâng nó cấm bạn xe chở nó rồi anh chạy mất con thuốc ô 12 ngày trời rồi phun trên đồng mà lại hái ta em là cứ biểu ở chợ kiếm thì phun xong này nữa cứ gọi đi chợ thật đi chứ mày em này cái mình bán ở nhà đây là mình bán là toàn người làng với lại toàn người quen người biết cả nhưng mua lần đô có mà mãi bầm vừa rồi chết hết tinh đi em phun mà chở bác một con xanh đẹp nữa nè thì bao nhiêu rồi mà lại cứ lâu nãy có hỏi phun mãi hay là qua xuống chợ mua rồi lần sau lấy còn mất chả thấy gì chứ phun 12 ngày rồi hôm nay là 12 ngày rồi nên hiện nay là phun đang em đang phun trước của 2-3 ngày ấy mới phun trên vườn bán đã ăn rau lâu rồi giờ mọi tuổi còn mê người hủi này chứ có cái là mày bận không hái gì. Với lại em cũng muốn để cho anh già đi mấy 2 lần trước hái luôn quá
đang phân loại phân vụn này các bạn nha. Chảy đũa ra, chảy đũa rồi các bạn. Chảy trắng ra, chảy trắng này các bạn. Chảy đũa ra, chảy đũa. Ô, nặng mà em tiền một tiếng chứ mà chưa được không? À, cứ mà được một tiếng thôi. À. Cái này chắc mở đã lúc rửa thầm anh bắn này cái nặng này nặng đâu ba mình tí em được 25 phút rồi các bạn là trả thường trả tướng ăn này hả muốn mặn đừng trả tướng ăn này hiền chưa ăn đây ô là anh đi mổ thì em ăn được chết bắt rồi để nấu nữa thì quay cái video ngắn đấy cho ông ăn lấy cái ông ăn canh kêu lại chỗ ngan thì chỗ ngủ mình đang phân loại sát vụn này các bạn nhé hả nhiều à mới đi rồi thì thôi thì lấy nó lại không em được lấy phân loại cà này các bạn nhá. Phân loại cà này các bạn. Nói chắc cái đường ăn cơm đấy. Mình bán hàng. Ồ, chú có mỗi một vụ hàng bán cơm. Bỏ lắm rồi thì ăn cà mà đói quá mà thì cà hết phải tinh rồi mà bán không mua với lộn này. Ồ, đây là mình đang đi phân loại cà đấy các bạn nhá. Mình mình cái thứ ba đó. Mình đang phân loại sát vụn này các bạn ạ. Cái chua trong nữa đó. Trái trắng ra, trái trắng này các bạn nha. Ông trai đó. Ông muốn gì không? Hả? Ông muốn gì mà thì muốn chua. Trái đũa này, trái đũa này các bạn. À, cái ba hàng đang quay à. Như ba hàng quay người đây được bán mà tự nhiên ngu kinh lắm. Phải mô. Quay mà trưởng.
người ta cắm cùng nạp dự phòng ra vô thì người ta đi in lại còn rồi vuốt về rước cái này quay mình có vô thì cháu tắt mẻ án nhỉ thành ra thành chưa bị ngắt à ngắt luôn từ là mình có liên ra rồi cắm có lại nói là mình quay mình có vô thì mẻ án nên mũi tay có tím cháu tắt à hai bà ăn cơm với em đi sao cái nhìn đi đây là cứng ra nhỉ cái cho các bạn nhá mẹ đã quay vì mẹ đã đi quay lại à mô đang quay cái mới mẹ qua thêm mấy phút nữa vô đó là mẹ tiếng kêu là kêu ra lấy máy chú ra đi chồng ra xem lại video mẹ cho mô sáng mô hôm qua mới sáng mai này nó bị sáng mai này nó bị trời này hôm nay chị bảo trời là biển trời nó đi làm biển cứng rồi chứ đứng qua trời đi làm biển quay mẹ đi rồi quay mẹ tên nhưng mà con nên mang điện cho thím họ đây là nhà cửa phòng mang ra thì người ta đi nữa người ta cắm vô nó lại hỏi con nên là mình nhận đi sao đi của bà có vô không mà lại đang quay cam sao rồi là mình bật về cam trước thì đến chim cháu tắt nó không có đi là chỉ nó biết cất chim cháu ngu cứ cả hai em chết rồi sao quay cam sao em chủ nhân chả biết nói ngu mà đó quay cam sao nhìn thấy cái gì đúng là video để ăn khấu ăn sợ nhân viên nó hay lắm anh lại quay lại nữa cũng được thì lại quay một cái máy mà to này để mất đi để kêu phân loại cả đấy các bạn nhé. Đi lại cháu nó kia vậy cho nha. Chạy ra chạy. Con sáu đây cho mình. Làm và bạn. Chị đây ăn chưa vào gan cha à? Ừ là ăn quấy. Ăn bát rồi. Ăn là ăn bát rồi. Chứ ăn cái gì mà mới được có hơn bộ đang nặn đang ăn bánh nữa đang nặn bánh nha hơn bò bò mà nặn mãi ra hết khổ thật đang nặn bánh ăn làm gì nữa có hơn bò bột mà nặn mãi không bánh gì đó bánh chảo hay là bánh gì nhãn mà bánh nhãn tại vì có thí nên ta nhãn nhãn không ăn ta thành một cái cục loại sắc bột để các bạn nhé. Cái để làm thuốc cũng được. Ừ. Chanh. Đũa ra nhựa cứng ra nhựa cứng nhựa diễu ra nhựa diễu. Chỗ cái để tung bóng cho nhựa ra chai nhựa. Đây là đang hỏi năm rồi ngô ta rồi mà hết nấy nước mới đổ rồi đó. Chờ viên thấy khô cả đi rồi rút ra chờ lại đổ luôn. Chả biết được có được. Mặn mất hơn một bỏ đổ. Mình bỏ hơn một bỏ đổ. Tôi muốn bỏ ngô. Mặn mà nữa là phải nồi đại rẻ nữa. Gần xét nồi một quạt. Con đại này đại chưa? Đãi rồi. Đãi rồi chạy. Đãi rồi rồi bóp mãi đã ra được. Đãi rồi lại con Hiền hỗn lại luộc tiếp nước khác thôi mãi rồi lại đổ cho nên mới cháy mẹ cái nồi đi cái bếp. Đang còn sống nên lấy ra. Cháy mẹ cái bếp. Nhưng mà ăn không có mùi vôi đi nhưng mà chứ ạ. Đang sôi rồi mai cho nó ướt rồi mai mà sẵn mà bếp củi nấu từ lúc em sang đây đến chờ lại thêm 25 phút nữa rồi nè. Em sang đây là đấy em đã nhuốn ạ. Mà chờ viền cạn hết nước rồi mà ngô chưa muốn mục ạ. Mình nồng phân loại sắt vụn này các bạn nha. Chai bia ra chai bia là chai nước ngọt là chai nước ngọt, chai xanh là xanh, là đũa là đũa. Trắng ra trắng. Vàng ra vàng. Đúng là cua thì bị hù cua là thành ra rồi chả thiết ăn này mới được vài đồng bạc cũng ngọt thật
sát vụn này các bạn. Đi cho nên trong Việt thấy còn cúng lên. Bởi cho tôi là bắt bò nhà nó nuôi cái cặp bò nó từ đời cô nhí mà nuôi nó chi có lớn rồi. Giờ cứ đang để cho con lên. Bởi cho tôi hỏi anh bắt về nuôi ông không đã bán là không chở ông nuôi. Giờ này nuôi đi. Chứ tôi mà bán về mà nuôi. Ông thông ông mà đã bán là không chờ nuôi. Đại thành là đại thành. Cô là đang khỏe mạnh cái chi mà phải đi. Cho nuôi cho khổ đó. Chán lắm. Cha rơm rã. Ô rồi nói như chuyện nó mưa chỗ ta ở nhà. Mình đi ra đồng đứng như thế. Nên chúng mình nói em chi có lời được mấy. Nuôi bò. Đây đũa ra chai đũa đây các bạn. Nhựa cứng ra, nhựa cứng, nhựa dẻo ra, nhựa dẻo, nhựa mềm ra, nhựa mềm các bạn ạ. Ông lại hỏi đổ chín này kìa. Ông lại hỏi đổ chín rồi. Làm vô thấy ớt không lên ạ, nó là em chỉ ăn ăn đúng đỏ nè, sao em trồng ngô nè, trồng ngô đó là quản ngô thừa cứ chạy nó dâm cho nè, tức là bữa nay chạy dâm, bữa nay đến mai em đây em thấy ngô đẹp lắm nè, để em lại nhổ em trồng có ba đúng đỏ nè, bưng, cha để cho anh bưng bỏng vô nhưng mà thành ra đổ hai lá mất hai lần nhưng mà hắn đứt rồi ngô lại rút mất hắn rồi. Ngô mai ớt bữa nay ông hái mà đang mà trái đẹp rứa nè. Cái gì đỏ? Ớt à. Ớt chờ trong trong ngô mà trái to lắm. Nhưng mà đã ăn đã không 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 ngập lên. Ngô chờ rút ngô mà bữa ông đã lên ông ngắt lá rồi đó, ông ngắt lá, ông ngắt ngang ớt rồi, lá gốc ạ. Mới lên lút ngô, lút ớt là ông ngắt ngang gốc rồi đó. Cô ngắt rồi cá ăn. Nhưng mà cái đồ ngô tê cái tua mà xưa lắm. Cái người ít còn hay nhiều. Ừ cái tua ớ phải đang ở khô rồi tê. Mà đang sáng là thứ mấy cũng đây chứ đều rồi. Để yên khô đi. Ăn nhiều đi mà chưa đừng tiếng này chứ. Ăn nhiều đi mà lạt hết nửa hết rồi mà chưa đừng tiếng này. Còn đâu? Tao mới được có 34 giây, 34 phút đến là 38 phút 40 phút rồi. Nhưng mà đang hỏi là đổ nhiều đi ra mà chưa nữa chứ là. Gần cứ giữ mấy túi đây. Thì có thì chắc con Trinh trả lấy mà chia cho với chị Hoa Hoa Hạnh nó lấy 3 cân còn một phần thì Hoa. Chưa được 40 phút. Bà mà cái thứ ba tôi cái thứ hai gì rồi. Bà mà đang quản lại. Nặng lắm các bạn ạ. Cái quản nó mồ. Phân loại sát vụn các bạn. Hả? Hả? Cứ cân nó hại 3 cân đi. Nó không là nhiều nhiều quá lắm. Thì hóa thì nhiều chứ nè. Thì lâu rồi. Đang sâu này phun nó mà sâu lên rồi. Mà trước phun là phun nấm. Cá nấm, cá sâu. Nhưng mà đứt phun bữa lâu. Đang phân loại sát vụn các bạn. Luân bìa các bạn.
Nhà đó là con đã cơm mà trở về để đi tôi uống hàng cái này. Chú ăn. Tôi chú ăn chung ở cái chú ăn quá anh. Để bữa tao đi ngủ được ăn một chua. Mà nè. Mà đang cái tay đang nặng này còn. Giờ em muốn xong rồi mới bác xuống cho bà gọi em đi kiếm tiền. Điền không đó? Em muốn được cái gì cái gì ăn làm như thế. Thế nên con Hướng mới đi ra đồng bắt cua rồi đem viện nữa, ai mà đi ra đồng cũng đi mắt chả thấy. Đi mua đi mua cái sách ơi, lần con đến máy phòng được cái sách thì đến là sách để được cái đồ gì. Mày đi con máy mày lắc lư cái mày mất nhẹ số một cái. Thì đang ngồi lúc nãy đang chạy viện nữa, đang chạy viện để mặc. Họ đây bữa nay cũng làm nữa, nó còn diễn ra ăn cắm chứ. Cổ cờ nạp cho đấy đi đi không đấy rồi đem ăn nạp được vào có nhiêu phút đi đi tới đậu cho bà con máy có lên nó cũng tìm vào đậu vô đi nó tắt mình ăn được muốn ngủ nhưng mà nó kiếm là bốn mấy phút rồi bà thôi trời là nắng rồi nạp sao nó cứ bạn nha chờ mày đi ăn đấy nhiều chứ chờ là để đem ra ngoài đằng thùng làm sao đi nấu nấu để tí để nấu 10 phút à. Hay là để quay cái tiếng chứ là 2 tiếng sao giờ lại kiếm cái ngắn này giờ nấu con nó không có ăn được nè nấu rồi nấu thành 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 rồi sao rồi nấu rồi biết đâu ăn rồi trời cái này thôi cái tí mình làm cái thứ ba thì lại phải nấu nấu mà nấu cái bác nấu nam quay được nhiều chứ để em biết được này ba cân chứ hơn này ba cân, mình bỏ cái mình đang cân các bạn nhé. Thì mấy cái cân đi cho quấn. Hôm nay để đi nhúng lửa để nướng đây. Nướng lửa để nấu không có này để có khi. Có được 5 cân không? Có được 5 cân không? Mình đang phân loại sát vụn này các bạn. Bia là bia rắn ngọt ở nước ngọt cây xanh cây xanh cây đỏ đậm quá cây vàng ra vàng đó à, các bạn ăn tí rưỡi rồi lặt bớt bữa mà ăn tí rưỡi rồi lặt bớt thêm bữa bồ được nhỉ đây các bạn cứng ra cứng mềm ra mềm các bạn các bạn nó cắm điện là cũng được hả mà nó cắm điện được lúc nãy em phải vơ cái bộ lúc nãy hiện nó cắm rồi đây tôi vừa cắm mà cứ bị cái chẻ không có kinh lớn cuột đang. Nó phải là 2 cân, cũng phải 2 cân, 1 qua, 3 cân 1 qua. Thế là mình khách mình mới lật chua nữa. Hả? Khách 3 cân của hạnh nó lật chua. Ừ, nó có hạnh khách rồi đó đi. Ủa, của chị Hòa là còn nên khách bên đây còn lại con tên nhân có lái thì nhà hai sao mình đang phân loại sát hộ này các bạn phân loại sát hộ này các bạn
về đây, về đây tôi cho ăn. Này. Đang phân loại các hộ này các bạn. Thành dài thành đũa ra đũa trắng ra trắng vàng ra vàng này các bạn. Nhìn nha. Phải lạt không? Lạt ớt này các bạn. Nếu là bữa hỏi lạt trái sâu ấy chứ. Các bạn ơi, ông thằng ông sảy rồi. Thì có cái gì? La ớt này các bạn. Đúng rồi, bà sớm mô ha, buổi chiều. Ông không động hết nào. Cần nhân sơ nên là vẫn chợ mới có kêu biết biệt tạo tôi là không cứ đi lấy là nó ráng lấy cho nàng thế nhân ít có anh sáng sợ cứ lên những anh hái mấy này không được rồi ạ. Mình phải đi sớm rồi. Hái hai tay bằng ta hái hai tay bằng hai người. Quả ta là ớt này các bạn.
nó tụi nhà chưa? Hả? Mới là sợ lắm. Nó để đây là. Nó là lá ớt này các bạn. Để đây hay là bốc bì. Để chẳng thì áo. Thách luôn xô bột ra, xô gạo ra. Nông đi này, cổng nước sáng nữa chi. Đang là ớt đấy các bạn. Các bạn thấy cái giống ớt của tôi là sơ thì không đẹp là hết đấy. Thằng đấy thằng Dũng không bán mình bán hết dẹp chán. Ra lấy. Để lên cháy hai cháy của chủ mà dẹp rứa nữa. Mời còn được sâu. Ừ. Chán. Đẹp lên. Thôi được chưa? Chị. Chi được? Chi thì không. À, cái cả với ông cái nữa đó. Ông cái chi với mà chi đây đi mua đang màn bên tê chứ. Đang màn ở bên tê chứ. Quay đây. Quay ở đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mình đang đồng tiếng phân loại sắc lượng này các bạn nha, chanh ra chanh rồi đũa ra đũa, chanh gì ra chanh gì, chanh nước ngọt ra chanh nước ngọt, nhựa trắng ra nhựa trắng, nhựa cứng ra nhựa cứng, nhựa mềm ra nhựa mềm các bạn. Các bạn nhé, chai xanh ra chai xanh, là chai nhựa là chai chua ra chai chua, chai nhựa ra chai nhựa, chai xanh ra chai xanh. Rán chưa? Rán chưa? Ăn được đi chưa? Đó. Ăn thì lúc nãy em ăn bã rồi chứ. Đang phần loại sắc vụn đúng không? Ăn đi bác ạ. Không phải ăn đi. Phải ăn đi. Phân loại sắc vụn đây các bạn nhé, làm phân loại sắc vụn các bạn này, thành dây bìa ra trên bìa các bạn nhé. Đây các bạn, dây trắng này, dây trắng này các bạn. Được làm mặt chưa được tiếng lại lượn để cho chó ăn cái đã. Bạn nào mình đang phần bã ớt đây các bạn ạ, cho chú ăn cái này.
Mẹ làm phần loại ớt này các bạn. Bà Hoan à. Phần loại ớt đây các bạn ạ. Đang loại cái lá ớt ớt đây các bạn. Đó, mình đang bạn những cái ớt này các bạn nha. Đây là ớt này các bạn. Đang chặn ớt đây các bạn nha. Thank you.
lại thất vụn này các bạn ạ. Phần loại chất lượng này các bạn nhé. Làm phân loại sắt vụn này các bạn nha. Chanh là chanh trắng, là trắng đỗ cà đỗ vàng, lá vàng. Đây tôi có rải để tôi rải nhỏ, rải để nhỏ đây các bạn nhé.
cháy nhựa đó đang bố ơi. Nhựa cháy hay đang? Có nhựa cháy hay đang khét khét? À, rứa thì em thấy mùi nhựa. Đang phân loại các bạn nhé. Quạt ra trái nước quạt một là ra nhiều rồi các bạn. Dương Thái lại nó tua qua đây rồi. Thì gì em còn cháy hết nước ngoài nữa. Phân loại sát vụn này các bạn. Xanh là xanh, là có trắng là trắng này, nhựa trắng là nhựa cứng là nhựa cứng, nhựa vàng là nhựa vàng này các bạn. Sát vụn các bạn, trắng này cho trắng này các bạn, xanh này cho xanh này các bạn, đang phân loại sát vụn các bạn. À. Rứa nó mãi giờ mới nấu nó tua lên cho nên là bị cháy hết. Mình đang phân loại sát vụn này các bạn nhá. Các bạn. Xanh rồi xanh, lúa rồi lúa, rồi trắng ra trắng, rồi vàng ra vàng ấy các bạn. Phân loại sát vụn này các bạn nhé. Chạy tua rồi chạy tua, chạy nhũa rồi chạy nhũa, chạy xanh là xanh, trắng là trắng, nhũa là nhũa. Mình đang phân loại sát vụn các bạn. Đây các bạn.
9 phút rồi. Mình đang phân loại sắt vụn này các bạn. Anh đang phân loại sắt vụn này các bạn. Các bạn nhé.
Cần răng. Phân loại sát vụn nữa các bạn. Đi. Ăn cơm chưa? Ăn khoai 2 tiếng thuốc bắc không? Đó. À, thì đang hỏi khoai 2 tiếng lá nam. Xanh đũa ra đũa trắng ra trắng này nhỏ cứng ra nhỏ cứng nhỏ dẻo ra nhỏ dẻo các bạn nhá. Chai chua ra chai chua chai nhỏ ra các bạn. Mà bữa cái thằng đến để thử với nhau mà chờ bữa nay cho anh đi mất rồi. Đang hỏi của anh thằng để thử ở nhà bữa nay cho đi rồi. Mua tùng đi cho phụ bác rồi còn không cho đi hoặc nữa. Mua bác đi. Cho mua bác làm ngại rồi. Bác rèn cho bác gõ cho bỏ ta ăn đi. Lá đơn à? Lá trúng thì... Cái chi điên? Cái xả điên. Chưa đến một giờ. Đang phân loại sát vụn nha các bạn. Chai ra chai nha các bạn. Can ra can. Chai ra chai các bạn. Chai bia ra chai bia nha các bạn. Nước ngọt và chai nước ngọt. Đi hòa bóng này đang hỏi đi hòa lấy quà mà đi thì lại mình quậy mà răng. Quay hết cái bộ này rồi quay cái 5 phút này.
hay bỏ hơn nhất đây bỏ thứ ba rồi. Nhưng mà chưa có 5 phút. 5 phút thì mà. 2 tiếng rồi. Được 2 tiếng rồi yên tâm. Cũng không hát là yên tâm. Đúng mà rửa đi chứ. Mình đang phân loại sát trùng đây các bạn. Chuyển dần đây. Đến video này, đến video hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn mình sẽ chặt cái cây xạ điên để mình nấu thành nước uống để chống bệnh ung thư các bạn. Ai bị ung thư thì uống này thì nó sẽ ngừng lại cho đỡ bệnh như vậy. Mình sẽ nấu nước để uống này. Đang phân loại sát trùng này các bạn. Giờ mình sẽ băm nhuyễn ra để mình sao mình sao vào để mình chị á không mình đang phân loại sát vụn đấy các bạn nhé.
đang phân loại sắt vụn này các bạn. Đang phân loại các loại xanh đây, xanh trắng là trắng, là đũa ra đũa các bạn nha. Đang phân loại sắt vụn này các bạn. Mình đang phân loại sắt vụn này các bạn ạ. Dây tua ra, dây tua, dây nhũa ra, dây nhũa đây các bạn nha. Các bạn tua còn 20 phút nữa mỗi một bình cái tua thì được rồi không. Mình đang phân loại sắt vụn này các bạn. Cái tề mới nứt, ô bác này gần 2 tiếng đồng hồ, nó là đi 4 tiếng mà chưa mệt, mới hơi hơi thôi. Nhưng mỗi đường cũng được. Tí là mừng này ngày hiền là có bác đến mà. Ai ngu á? Ngu. Ồ, trời 4 tiếng đồng hồ nữa mà mới hơi mềm. Đang còn nhận cũng mà nấu, uống cái bác nấu thì mới sang nhà bác này. Mà lúc này lên chứ cậy. Lên mà răng. Nên thì cũng phải đinh với mày rồi nữa phè ra là cái bữa cái thứ mà ta nấu chứ rồi là không làm đồ vô. Thì con Hiền hắn sang một cái mày hắn nói thôi được rồi đó, thêm đãi thì hắn trả ra. Bốp lần không ra mà ố một thì hơn một tiếng vì đổ cái nước ra đãi thì bác cũng ra là hơn tiếng. Đúng là về hắn vẫn chưa đãi nữa. Hồi trước tôi cũng nấm ngô rồi, thế là tình nấm mới là hắn nở ra đây, nở xe ra đó là mình đãi. Mình đãi hết cái mày với cái bữa bên ngoài đấy. Mình bữa đổ và nếu mà mình nấu lộn với hắn là sao ăn luôn á. Đổ, này em đổ, mình bữa gần đổ vậy em mới có ít ngồi nhưng mà trời ra hơn ra một nồi đầy nồi tề, một cả làm ăn. Mày đang còn mới hơi mềm mềm, mới hơi nứt thôi. Nó được múc một mồi đây cho anh Hiền nếm với chị Hòa thì rất là cứ chạy quá, chạy cầm rồi cắt chạy cái lá cà nó đổ vô cái nước cho chạy rồi chạy đến là khổ rồi còn nó rất chờ em đang đi quay video mình đi là đây rất là đổ vô cái lá cà chạy về. Chờ đổ vô cái chi? Chứ có cái chi để đem môi viền. Khổ lắm mày thôi. Mà trời thì ông này vẫn đi học mà ông đi học mà xuống đi đón cháu nữa mà chờ quay thì cũng rửa là chứ không quay rửa chứ. Ăn miếng nè. À, ăn rồi đi. Tôi cũng ít đường này ra giả thế hoạt vậy. Đánh một cái đứng nữa đó. Nhưng một cọc quân nút sắt mua một cọc đường như này với lại còn mua đến gần 4 môi đường đó là coi như em múc sạch bỏ sạch cho trai mới không bỏ đây không bỏ không bỏ thì ăn bỏ không bỏ thì ăn không bỏ đổ nhiều đổ một nhiều mà chẳng nấu tí nữa được bưng ra nhà hiện nó phải làm đến này con Hiền nữa như tôi này cháy thấp lúc cậu giờ này thấy có thấp hết đâu. Nhà em cháy tua cho nên mà lại cứ cháy hết rồi em đổ nhiều củi ra ăn bắt mỗi ít củi em mới cháy thấp chứ. Tôi giờ không để cái mặt trên nó cao quá này, tôi để thấp tí nữa thì mới được, còn đi cứ để công nút lên. Nấu lúc đừng cho khi. Nó nấu thì để ngon chờ nấu rán nó trật như thế này. Vâng, một giờ hồi ít một giờ đi à bác? Vâng, một rưỡi chứ. Một rưỡi bây giờ chứ. Tôi sợ rồi. Đang phân loại sắt vụn đây các bạn. Để mình chỗ mũa cái gì hết cái đi. Tao đi lên tao bảo giúp cho cháu năng cái rồi nướng. Tao có chỗ cua tí mình đi. Bây giờ bố phải
đến cả mình răng rồi. Do mỡ ra lên lấy 2 tiếng, tới 2 tiếng nữa mà lấy cái 5 phút thì mình lại cũng không. Đang phân loại thức phẩm này các bạn. Giờ mà ông nào hỏi đến 3-4 giờ đi xuống chỗ ông đi đón con bé mà chờ mình quay đi thì đi mô. Đúng không biết thì chúng đó là ông đi xe máy thì ông muốn đến biển đó nhưng mà anh chồng mình quay đi để rửa quay 2 tiếng vâng đây ông được đi tí 5 phút ông đi đứa biển đây là 5 phút bây giờ mấy giờ này chờ mới chưa đến 1 giờ là về quay cái thứ tư chứ hay ra một giờ thứ tư mà chưa đang hỏi là giờ quay thì mới quay đây chứ cái 5 phút cũng chưa mà ăn. Tôi đang quay cái thứ 3 chờ mới được mấy phút. Cái thứ 3 chứ bác hỏi cái thứ mấy? Nhưng mà đây cái thứ 3 gần chuông thì mò thì gần chuông 2 tiếng. Cũng 2 tiếng. 5 phút. Đang phân loại sắt vụn này các bạn nhá. Phân loại sắt vụn nó rồi bỏ dần vô bìa gì. Đấy cái loại thì bỏ vô nữ này. Bỏ vô một thì lấy 5 phút, 4-4 phút rồi. Anh đang à cái loại cái mô được thì bỏ bì. Cái loại này mọi chai này được là mình bỏ vô bì đấy các bạn. Cái loại này mình đoạn được rồi mình bỏ vào bì đấy các bạn. Ai bán cái ống bì ống ấy cứ la nhờ cái chợ bán về cả. Dạ. Bỏ cái lọ bia lọ cái lọ tết rồi cái dồn mãi lại. Cháu là cái mô vất thằng này hiện bác là đông khách đi là được rồi mình đang bỏ cái bì đây các bạn ạ. Dạ vâng cháu sắp đủ các bạn. Lúc cái chốt quay lại đi họp. Nhà cháu ông là cứ ông không cứ ông đi họp. Nhưng hoặc ông gọi đi lấy quà mà vậy đi thì đang rửa không biết mà ra ngoài đi đón cháu cũng rửa chứ. Bác nhờ cái chai 2 bì hay là 2 bì, 2 bì còn một cái lọ. Cái lọ nữa là có một bì cho ấy, sao về hết đã chuẩn rồi mà. Rồi hết cái áo thì đem một đống một cổm. Thì đứa này em mới đặt bữa vừa rồi đó.
Một chón nữa là cái ngủ của Trần là bắt thấp bây giờ kéo hết trong Trần. Mình à, cái dọn xong rồi mình bỏ một bình nữa. Thế còn 10 phút nữa. 10 phút ở đây nhé. Đang phân loại là các bạn ạ. Xanh ra xanh các bạn ạ. Thank you.
nó cho anh vàng, nó vàng các bạn. Đó, mày là phân loại sát vụn này các bạn. Chờ bác đi ăn. Cơm đi. Vâng, bán cơm đi. Ăn này. Giờ ăn mấy vàng là vàng, cho đi ra cho đi ra. Cho nó chín 10 phút đã. Con lấy thôi đi qua mua nữa mà lát. Cả đó. Ra. Ta hỏi nhà trẻ có cây cảm không? Không? Ủa trẻ có cả. Ủa hôm qua tao mới đĩa cho mình xí. Mình lắp nữa không? Không. Rồi mấy con luôn mà. Mình lắp nữa để ra em chào cái góc đó đổ lên bằng ngân. Thì lộn nữa mà lắp vài trái nữa. Ừ. Lộn nước ngoài mà lắp vài trái. Lắp vài quả để chào đi mà. Ừ. Ừ. Lắp vài quả nữa để em chào video đấy mà. Đúng vậy này. Đi chờ với anh à? Chờ. Rồi đến cái làm à? Còn đi hoạt. Còn đi hoạt được quán. Mình nói là chờ đến nó còn làm đi. Là vườn vườn bưởi quá đúng quá đúng không? Nó nói là chỗ này quá thôi. Chỗ như bằng ấy cũng quá mấy quả ăn quả ăn luôn. Là phân loại sát vụn nha các bạn ạ. Chai chôm rồi mình cất để chờ quán nữa. Cái bia này chúng ta chanh này có rồi các bạn là vàng các bạn nha. Đây các bạn. Năm sáu phút thành
phân loại sắt vụn các bạn. Cái vô xong rồi đấy mình lại có bì các bạn. Hai phút đủ rồi đây bác, nhưng mà chưa phải lên phút nữa. Hai phút là chưa hai tiếng còn chưa được hai phút. Đúng rồi bác. Cái số nó mô không? Số này cháu phải đứa ni này, hắn trắng trắng đấy, nó khó rằm lắm. Tôi không chú ý. Đó, bác rằm nhất cái này. Hai tiếng rồi nhưng mà chưa được phút. 2 giờ 1 phút 20 giây được. 1 phút rồi bác? 2 giờ 1 phút 20 giây. Thế là được rồi chi? Vâng, trước là được rồi. Được cái gì bác? Vì chiều của mình đến đây là xong, xin chào tạm biệt các bạn.